Hai bữa nay anh em mình xin chào các bạn tiếp nha. Bữa nay anh em mình lại tiếp tục đánh cái hồ hồ mắt mèo các bạn ơi. Hồ này là chắc nghĩ không ai đánh rồi. Bữa nay mình đánh cái hồ mắt mèo, mình giăng lưới để cho nó chạy tới lưới bạn nè. Bữa nay thấy nó cũng tung lưới là biết có gì không? Có con gì quá bạn. Đây. Có dính biết cá gì nè. Ok. Cá trê trong này, cá trê dính nhiều lắm. Cái chích chích đuổi đi, chích đuổi đi. Cá trê dính nhiều các bạn này. Nên mình, tại cái hồ này mình không thể nào chích bắt được các bạn này. Nên ra mình phải chích chích cho nó chạy ra tung lưới. Cá trê dính, cá trê chê cũng được lắm. Nhiều nhiều. Cái chích đuổi là nó chạy tung lưới. Khó quá này. Nãy giờ nghe đọc như đọc cái nào chứ không có lắm mà nghe lắm không cái chơi giờ cái sạc không có đồng thật sự biết được ở có cái lóc lớn cái đầu đây sao đúng không. Xong cái hồ này mình sẽ tiếp tục đi cái hồ khác, hồ đánh một cái lắc con cá trê bằng đem lưới theo có cái mà giờ tay vậy sao làm được lại phải ba người nữa. Cứ từ 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 đập luôn bữa nay là gỡ gỡ đuối luôn vậy nè. Nay là gỡ thật ghê rồi. Qua hai nhát rồi gỡ lưới nha các bạn, tôi cũng đạp lưới. Sạc như rừng, sạc thâu. Ừ, đây, đầu ý rồi. Không biết, không biết. Xí rớt cái điện thoại nước luôn. Tí nữa là mới bọc nước ra xong luôn. Đời như đen. Đời như tàn luôn. Giờ mình chích tua lên một vòng nữa bắt đầu mình gỡ lưới nha các bạn nha. Chích chủ yếu là đuổi cá nó vô lưới là mình gỡ các bạn nè. Chứ ở đây là gai quá mình không thể nào mò được gai mắt mèo các bạn nè. Mò cái là xong tay luôn á. Cá dính lưới nhiều lắm rồi các bạn ơi. Là lưới mình đây nè. À,
đi thẳng dài lưới chắc 50 mét. Cá trê nhiều lắm, cá trê, cá gì, cá sặc. Anh em nào muốn ăn cá sặc thì alo mình nha, comment dưới mình sẽ gửi tới nơi cho miễn phí luôn. Trộn cá cho nó thành đập này bấp lưới sao á. Thôi kể đi, kể đi. Nó cũng sống chứ đâu chết đâu mà. Quá trời. Đúng. Rồi bây giờ đi gỡ lưới các bạn nha. Trời ơi, cá quá trời luôn. Ồ, mới có chút xíu mà vậy đó. Ôi ôi. Đâu bỏ tại luôn à, nó lại dướng nữa trong ơi kỳ vậy. Anh em hôm nay bây giờ rút lưới đâu 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 cái này nãy nãy giờ trời không dừng lại đi, không dừng lại đi. Rồi anh em mình gỡ lưới nha. Cua ô trời cua. Bỏ tay luôn. Quay đâu vậy? Đây đây. Quay xa xa ra bên kia. Bỏ tay luôn, thua luôn. Ai biểu để cho nó kẹp chi? Cua mà nó vô lưới này là thua luôn á. Lúc mà mình dục lưới luôn hơn là cái hồ này ít cua nè. Rồi. Có con nào không? Bự bự coi. Đây 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 đây. Được em chê. Chê đồng nha anh em. Đó, chê đồng chứ không phải là chê nuôi đâu. Trời ơi, gai cũng hơi bị nhiều. Được. Có đó. Con này là phải bấm cạnh các bạn nha. Bấm cạnh nó bắt được. Cái chừng cái chạy bố đi. Mình đứng thì tắm bóng gần là hết bài luôn các bạn. Nhâm nhi. Ai trở vợ đây. Ngoài ra. Cây lâu dữ vậy. Mày gỡ cũng mặt mày nhăn như mặt như khỉ hơn ớt. Nó gỡ lâu quá. Thu luôn. Dừng lại đi, dừng máy lại đi. Đây. Tiếp tục rồi. Lại sạc. Coi chừng rớt cái máy quay xuống nước, cái đường dục luôn nha. Dễ gì? Nó bảo bọc nước á. Cái xui. Cái xui này là cái xui. Mình mong. Ôi em cua nữa. Trời ơi, gỡ em cua này chắc hơi bị điên đầu. Nó sặc một cái này cũng biết là cua chứ nè. Cái này. Tiêu. Để càng á. Để càng. Anh xin mua là nhìn cua rồi. Nếu nào nhìn cua mày. Lưới to mà. Nhanh lên. Thời gian ấy quá dài quá. Trời ơi. Được em đó.
đen. Thế là được thấy em ơi. Này là dài từ đây tới đó chắc phải là 30 con. Nó dừng dừng mấy rồi. Dạ. Ây, thế là được cánh trên này. Trên muốn tắt nước luôn trời. Ừ, vậy coi này. Tiêu 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 quá. Trời ơi. Gì đây, gì đây. Bỏ tại. Trời, nó quắn thì sao gỡ trời. Thôi dừng máy nha, dừng máy để bắt cái này lâu lắm. Đây được em nữa nè, anh em ơi. Ui giời ơi, này là ăn nói về cá gì không có chứ cách đi có mà đầy luôn. Nãy giờ chắc là được 4-5 em rồi. Cái chim mập mập không? Đã chưa? Cái gì vậy? Xíu nữa, xíu nữa, xíu nữa. Trời. Xin xin nữa. Có không có không? Sao? Tiếp tục. Ô, được một em tê nữa. Được một em tê nữa. Trời, gà đông gì vậy? Được em cu nữa. Bó tay luôn. Kiểu này tay lưới về chục luôn rồi anh em. Đầu tư tay lưới mới thôi. Trời ơi, cá, trời nó quắn. Được mối. Đây, u trời ơi, cá sặc, nói về cá sặc gì bao la luôn. Trời ơi, nó dính cái một hàng luôn kìa. U luôn. Được em chê nữa. Thế là được một mồi, một bữa ăn tuyệt vời rồi. Tùng tan. Coi cái anh bắt cá, anh bắt sao mà coi bậm miệng bấm môi tùm. Bắt cá mà cực khổ ghê không? Bất vả, đúng bất vả thì. Gì nữa vậy? Lâu được có một con mừng gần chết. Xong trời nó gỡ con cá đúng cực khổ anh em. Ngày mai đem theo cái dao nữa, nó dính cá cái đầu cắt lưới rồi gỡ tóc hàm luôn. Quýnh bữa nữa là giục lưới luôn. Tay này tay lưới mới mà đưa cho con Khải Trần này, nó dằn là chắc 3 bữa là giục lưới luôn anh em. Cái sặc này, ôi dồi, nó dính. Nó dùng máy lại, nó dùng máy lại. Đây, cái sặc quá trời luôn nè. Khủng khiếp. Chết luôn, chết. Cái trời nhiều cái sặc. Dính gì cái này là chết luôn mọi người. Bó tay luôn, rồi cu nữa nè. Trời ơi, gỡ tay lưới, gỡ điên đầu luôn. Trời ơi, bó tay. Nói là tay lưới này có dần anh không đáp nha. Trời ơi, cua. Nó gỡ, nó gỡ cá mà gỡ mà nó nhăn cái mặt như khỉ ăn ớt luôn. Tuyệt tình luôn. Đó, cua. À, mày á bưởi. Bắt nó phải dính ra một cái. Đây. Thôi xong. Mình, lên nó coi tổng kết cái cá cho các bạn xem coi được bao nhiêu con cá. Ai cái gì vậy, trời ơi, cua bị cua kẹp chết rồi. Sao qua kiểu này banh này, đây nè,
nay đi được bữa cỡ này đây, không thấy đường gì hết trơn trời. Đâu rồi, không thấy. Đây, được bằng con này. Không thấy xong thấy đường gì hết trơn nữa. Thấy đường. Dập ra vậy nè. Nhiều đây là anh em mình có công đi rồi đó, nhiều đây là dư sức rồi, dư sức một bữa anh em ăn bữa đã đời luôn. Bây giờ hẹn các bạn clip tiếp theo các bạn nha. Rồi ba đi cái hồ này vất vả quá các bạn, thấy cỡ từ nãy giờ mà được nhiều cá mà bao nhiêu rác rưới là chết luôn, về cái lưới này chắc dục luôn á. Và mình cũng xin cảm ơn các bạn nha, các bạn clip tiếp theo. Giờ mình lo mình gỡ lưới đây.